Chào mừng toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đã đến với shop Hoa Lan Hoàng Nhung tại Hải Dương. Ngày hôm nay thì em xin phép giới thiệu các bác những dòng hàng hoa lan hiện tại bên cơ sở nhà em đang có. Và hai số điện thoại để đặt hàng là 0393998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Âu Lộc, Hải Dương. Và sau đây thì em xin điểm qua và báo giá từng loại mặt hàng đến các bác. Một dòng dáng hương em xin phép giới thiệu các bác đó chính là dòng dáng hương Samurai. Dòng này hoa của nó thì thơm và hoa của nó màu trắng tinh. Loại này thì rất là siêng hoa các bác nhé. Cây của nó là dòng bụi mẹ bồng cây con. Đó, bụi mẹ bồng con như thế này. Các bác về trồng chỉ cần việc treo như thế này thôi. Những cái bộ rễ của nó cũng phát triển rất là khỏe. Và em xin phép bán một đứa giò Samurai này với giá 190.000. Dòng này là cái dòng hàng VIP của bên Thái và dòng chơi hoa, chơi hương. Và nếu các bác cứ tham khảo thị trường thì bán ít nhất từ 220 đến 250 một bụi cơ. Cái này thì có 190, các bác mua 1-2 bụi về các bác trồng để chơi hương nhá. Em giới thiệu các bác đến dòng kiều đột biến ạ. Dòng kiều đột biến hôm nay thì nhà em có về thì số lượng rất là ít thôi. Cây này mọi người nhìn tình trạng cây đợt này, lô cây nó cao, cứng cáp hơn lô hôm trước rất là nhiều. Hôm trước nếu mà mầm nó chỉ nhỏ đến đây thôi. Đó. Thì đợt này thì có những cái mầm nó rất là cao, khỏe như thế này. Và kiều đột biến này thì em xin phép chia sẻ cho mọi người cái giống chơi hoa rất là tuyệt vời và đã được đạt những cái giải thưởng hoa lan gần nhất ở đây, đó chính là giải hoa lan Hà Nội. Với giá chỉ có 270.000 một giò các bác nhé. Số lượng nó không nhiều tép như những cái dòng kiều khác. Tuy nhiên thì dòng này thì mình chơi sưu tầm thôi ạ. Một giò sau này các bác trồng sẽ nhân giống được nhiều hơn. Hoàng thảo chuỗi ngọc về một cái lô hàng quá là cao đẹp mọi người ơi. Bây giờ các bác bảo mua chuỗi ngọc hàng cân mà các bác thuần được một cái lô hàng nó mướt như thế này thì khi nào mới thuần được, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay em chia sẻ cho mọi người những cái chậu hàng thuần sẵn rồi. Và giá chỉ có 190.000 một giò các bác nhé. 190.000 một giò chuỗi ngọc thuần và những cái mắt ngọc rất là sáng, rất là đẹp như vậy. Chỉ có 190.000 thôi. Và các bác lựa chọn cho mình một giò để các bác chơi hoa xuân năm nay nhé. Cây này cây đứng ngọn để chơi hoa xuân năm nay rồi. Vanda xanh blue nhé. Hôm nay em có về một loại vanda mới là cây hoa xanh blue. Và dòng này thì cây của nó lá xếp rụt rịt cực kỳ là đẹp luôn. Đây cho mọi người xem này. Tình trạng cây này chiều cao nó rơi tầm khoảng hơn 2 gang tay nhé mọi người nhé. Tầm 2 gang đến 2 gang rưỡi tay. Cây lá mít rụt rịt luôn. Chưa thấy vanda nào cây đẹp như thế này. Và cái dòng xanh blue này là cái dòng hoa mới rất là đẹp. Đặc biệt nó hơn là đẹp cả thân và đẹp cả lá nhé. Hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người một chậu xanh blue này với giá bao nhiêu nhỉ? 160.000 một giò. 160.000 thôi. Cái hàng này bán gọi là bán số lượng thôi các bác nhé. Hàng bao đẹp luôn. Dạ kim điệp đột miến mắt đỏ nhá. Hôm nay thì nhà em có một số lượng rất là ít để chia sẻ giống cho các bác. Năm ngoái thì cái hàng này em bán Tết rồi. Đây là những cái thân hoa năm ngoái đây. Và năm nay thì khi mà chơi xong hoa thì mầm gốc nó lên rất là nhiều. Dòng này thì bông hoa của nó to, hoa sai to và bông hoa rất là bền, cánh dày dặn, màu trắng sữa và với mắt màu đỏ. Hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người giống những cái chậu kim điệp mắt đỏ này với giá chỉ có 170.000 thôi. Cái giá thị trường hiện tại người ta bán từ 230 đến 250 và năm ngoái thì những cái chậu đăng hoa nó là 280 một chậu cơ. Dòng này hoa rất là đẹp. Và giá nếu mà các bác mua hai chậu nhé, bên em sẽ tính cho các bác chỉ có 160.000 một chậu. Các bác cứ làm một đôi về ghép thành một chậu bự, bởi vì những năm trước cái này người ta bán theo thân chứ không. Đó, hoa rất là đẹp, kim điệp mắt đỏ đột biến. Kiếm đỏ nha mọi người nhá. Hôm nay em có về một lô kiếm đỏ siêu bự, siêu to. Những cái chậu này ngày trước toàn hơn 250 này. Đó, đẹp chưa? Bụi to đùng mà nhiều tép. Kiếm đỏ ngày hôm nay em bán giá Zalu cho các bác chỉ có 150 thôi. Đấy. Một chậu kiếm đỏ siêu to đùng như thế này chỉ có 150.000 thôi ạ. Bác nào nhanh tay, số lượng hôm nay chỉ có hơn chục chậu nhá, hàng chọn. Bao đẹp. Nay thì mới về một lô kiều cánh trắng, hàng Lâm Đồng nha các bác nhé. Kiều cánh trắng, hàng Lâm Đồng, hôm nay hàng về rất là đẹp, 100% là hàng thân tơ. Hàng bao đẹp luôn. Đây ạ, những cái giò kiều này thì hoa của nó cánh trắng ạ, vòi của nó dài và rất siêng hoa các bác nhé. Một thân kiều nó sẽ cho ra rất là nhiều vòi hoa. Đây mặt hoa của các bác có thể tham khảo. Đây là dòng kiều vuông cánh trắng vùng Lâm Đồng. Và hôm nay thì những cái chậu hàng kiều này thì em bán cho mọi người giá sưu tầm rất là rẻ, bởi vì nhà em về số lượng nhiều. Đây là riêng dòng kiều hôm nay. Đối với dòng kiều em sẽ bao ship cho các bác mua từ 3 chậu trở lên các bác nhé. Đây một chậu nhiều thân như thế này này. Lùm xùm rất là nhiều thân. Em bán cho mọi người một chậu như vậy chỉ có 150.000 thôi. Hôm nay thì em bán giá ưu đãi nhé. Chứ còn những thị trường hiện tại những cái chậu nhiều thân mà thân tơ như này họ bán từ 180 trở lên. Và mua 3 chậu tức là 450. Đây 450, ví dụ 3 chậu này là 450 sẽ được miễn phí ship. Hôm nay em bán em sẽ chạy số lượng ạ. Em sẽ nhặt các bác những chậu kiều nhiều thân nhất.
Đây là dòng kiều vuông cánh trắng các bác nhé. Chậu nào chậu đấy cũng rất là nhiều thân. Chỉ có 150 thôi các bác ạ. Về các bác trồng những dòng kiều này, hoa của nó rất là dài, vòi dài xương hoa. Đấy, một lô hàng mới về, bao la bát ngát luôn. Em chạy số lượng 150.000, mua 3 chậu 450. Chỉ duy nhất những cái mặt hàng mà em chạy số lượng mới được miễn ship thôi, còn những dòng hàng khác thì không được các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em là như vậy. Còn khi đặt kèm một mặt hàng khác thì cộng thêm cho em một vài chục nghìn tiền cước, nó cũng không đáng là bao nhiêu. Cái lô kiểu đẹp mướt mát luôn, không mua hơi phí. Đó. Tiếp theo là những chậu trầm cổ nha mọi người nhá. Trầm cổ hoa thơm. Dòng này trầm thanh củi, trầm xưa là một cái dòng hàng mà thân thủ rất là to khỏe. Đó, ngày xưa cái dòng hàng này là một cái dòng hàng giá trị còn hơn cả trầm đồng đỏ cơ. Đây, hôm nay lên cho mọi người những cái chậu nhiều thân nhưng giá rẻ. Hàng Tết vẫn bán là 100.000 một thân tơ. Nhưng hôm nay thì lên cho mọi người những chậu tầm 5, 6, 7, thậm chí là 8, 9 thân. Giá cũng chỉ chưa đến 300.000 một chậu nhá. Tính ra có mấy chục nghìn một thân thôi. Em ký hiệu đây là mã B10, 6 thân và rất là nhiều mầm ở phía dưới. Đây, 6 thân mà nhiều mầm ở phía dưới, những cái này phải trên chục thân. Có 250 các bác nhá. Trầm cổ. Lô đợt này to mập đẹp này. Mã B5 trầm cổ này, 9 thân 270.000. Lá rất là dày, lá cực kỳ là dày luôn, bản lá nhựa. 270.000 B5 trầm cổ. Mã B2 trầm cổ 7 thân 240. 7 thân 240.000. Mã B3 trầm cổ 11 thân luôn nhá mọi người nhá. 11 thân mà có 290.000 thôi. Nhanh tay chốt đơn cho em. Đây giò này 290 các bác, 11 thân mà 290 không biết là bao nhiêu tiền một thân. Rẻ quá. Tiếp theo là mã B7 trầm cổ 7 thân. 7 thân 250.000. Mã B6 cũng 7 thân. Dài dài hơn một chút, 260.000. Nói chung là lô đợt này là thân cao lắm rồi mọi người này. Thân này cao lắm rồi ạ. Mã B8 trầm cổ 8 thân 260.000. Hoa thì siêu đẹp rồi, như mọi người xem cái mặt hoa ngay từ đầu tiên ạ. Mã B9 trầm cổ 10 thân 270. Ôi tính ra có 27.000 một thân mọi người ơi. 27.000 một thân rồi ạ. Cao chưa? Lô đợt này thì siêu VIP. Mỗi lô này VIP mà rẻ 270.000 B9. Mã B11 trầm cổ này 7 thân. Giờ này hình như là có cái thân này nó bị lỗi mất này. 2 này, 3, 4, 5. Giờ này 260 thì em sẽ giảm giá cho các bác. Giờ này 230 thôi. Sửa con mã B11 trầm cổ 230.000 nhá. Lỗi mất cái đầu ngọn này. Chắc chuột cắn. Mã B13 trầm cổ 250, 7 thân nữa ạ. 250, 7 thân. Cao chưa? Cao to mập khỏe. Cái này về các bác tách đây nhá các bác nhá. Cái cụm này tách làm 2 chậu. Mỗi chậu tầm 3 thân, chậu 4 thân. Cái này tách tốt vì cái bụi này nó to lắm rồi. Và cuối cùng B14 9 thân trầm cổ. 9 thân nhá, 250.000 9 thân. Đấy, đây là những cái chậu trầm cổ hàng gọi là hàng VIP. Hàng chọn lọc những cái hàng giống to khỏe ạ. Hoàng thảo gắt tông sunray nhá mọi người nhá. Cái dòng hàng này hôm nay em sẽ đại sale cho các bác này. Hoa của nó thì đẹp thôi rồi luôn các bác. Mọi người thấy chưa? Cây của nó càng trồng nó càng dài càng phát triển nhá các bác ơi. Đấy, cái hàng này nó sẽ xuống lá và sẽ cho hoa và đẻ mầm gốc này. Hoa của nó màu vàng, bông to và mắt màu nâu đỏ. Hôm nay thì những cái chậu gắt tông sunray này, bụi của nó nhiều thân. Ví dụ những cái bụi lùm nhiều thân này thì nó ít thân hơn. Còn những bụi to nhiều thì nó ít, lùm thì nó nhiều thân, còn bụi là cao thì nó ít thân hơn. Đó. Thì những cái chậu này trước đây em bán 150, hôm nay em bán cho mọi người chỉ có 120.000 một chậu thôi. Và các bác mua 2 chậu nhá, em sẽ tính 100 mốt. Ví dụ luôn mua một cặp này chỉ có 220.000. Đấy, lấy bụi lùm thì nó nhiều thân thì nó ngắn, còn lấy bụi ít thân thì nó cao hơn. Tổng thể một cái lô hàng về rất là đẹp. Và cái bông hoa của nó này rất là mỹ mãn. Nên kép 2-3 chậu để thành một chậu khủng như thế. Tiếp theo là dòng vũ nữ củ tỏi ạ. Một cái dòng vũ nữ với dòng hoa của nó bền, chơi phải đến 2 tháng mới tàn nhá. Cái vòi hoa của nó phải cần hoa phải dài 70-80 cm mọi người. Vừa rồi thì em về cái lô vũ nữ củ tỏi đang có nụ hoa là giá 180.000. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì cái lô đợt này thì nó chưa có nụ. Tức là cái dòng này hoa còn nó ở quanh năm thôi mọi người nhá. Củ tỏi hôm nay bụi của nó to, nhiều thân. Đó, em bán cho mọi người giá là 140 một chậu nhá. Này, chậu rất là nhiều thân. Giá cũ 180 mà nó
ít thân hơn nhưng nó đang có nụ hoa, nó đắt hơn. Còn chậu nhiều thân này, ê, lác đác một số cây đang có nụ. Dòng này nó nở quanh năm nên các bác yên tâm là thời gian ngắn nữa thôi nó đã sơ hoa rồi, 140.000. Dòng này thì hương thơm rất là ngọt ngào, đã từng thưởng thức hoa ở tại cửa hàng rồi và bọn em cũng đã được trưng bày rồi, nên các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Đó, hàng rất là đẹp, hôm nay về số lượng ít, một bụi của nó này. Hôm nay siêu to đùng luôn, nhiều thân lắm ạ. À, dạ, tiếp đến là cát lây da. Cát lây da thì em chia sẻ cho mọi người những dòng cát mặt hoa đẹp và có bảo hành cho mọi người chuẩn mặt hoa nhé. À, cát nhà em thì có loại một lá, có loại hai lá, tùy theo sở thích các bác và các bác ưng cái mặt hoa nào, màu hoa nào thì các bác chốt đơn giúp em. Và riêng cát thì em sẽ miễn ship khi mua từ 3 chậu đối với dòng cát, bởi vì em chạy số lượng đối với dòng lan cát. À, hôm nay thì em có về thêm một lô, đó chính là cát đỏ. Đỏ này gọi là cát đỏ chùm nhé. Hoa cực kỳ là đẹp và dòng này hoa của nó cánh sáp rất là bóng nhé. Dòng này dòng hai lá, cây rất là to đẹp luôn. Đấy ạ, đây là dòng cát đỏ chùm. Và một chậu đỏ chùm này thì em xin phép bán chỉ có 130.000 một chậu thôi. Và các bác mua 3 chậu em sẽ miễn ship, số lượng thì có giới hạn nhé, 130.000. 3 chậu là 390 miễn phí ship này. Còn sang bên đây là cát màu cam chùm. Cam chùm cũng là dòng hai lá. Đấy ạ, các bác nhìn nhá, hai loại khác nhau. Đây dòng cam chùm bụi to hơn. Bụi to nhiều thân hơn. Đó, đẹp chưa? Dòng cam chùm này dòng cam hoa lửa ấy, cam lửa đấy ạ. Và cái bụi nó là thành từng chùm luôn. Dòng cam chùm. Cái loại này cực kỳ là bán chạy hàng, riêng những cái dòng hoa màu cam lửa thì em thấy là rất là thu hút khách hàng nhé. Dòng cam chùm này thì em xin phép bán với giá là 150.000 đồng một bụi nhé. Mua 3 bụi sẽ được miễn phí ship, hoặc là kết hợp với những dòng hoa lan khác thì cũng sẽ được miễn ship từ 3 chậu ạ. Em về bổ sung thêm một số loại cát nữa, như là cái cát này là đó chính là cát cam phượng hoàng. Cam phượng hoàng nhá, bông hoa của nó rất là tuyệt vời. Loại này em bán là 150 một bụi nhá. Cam phượng hoàng hôm nay có về tầm có chục bụi thôi. Hàng cát một lá bông đại. Hoa của nó màu cam và lưỡi của nó là màu đỏ. Cam phượng hoàng hay là cam lưỡi đỏ nó là một loại. Mặt hoa rất là đẹp, loại này là dòng hoa mới. Còn loại tiếp theo đó chính là loại hai lá. À, loại này thì loại cũng cát một lá nhưng mà hoa chùm. Cát một lá hoa chùm, hoa chung nhá mọi người nhá. Hoa này là hoa cánh vàng cánh viền. Vàng cánh viền này cũng 150.000 đồng một chậu. Hàng này hoa của nó mới nở nhá. Hoa mới nở. Còn khi mà hoa nở đậm thì cái hoa cái màu vàng của nó sẽ tươi hơn. Cái này mới nở thì hoa của nó màu vàng nó hơi phớt. Cái lưỡi của nó màu đỏ này, cánh viền đỏ này, hàng chuẩn bông. 150.000 một chậu vàng viền. Vàng cánh viền nhé mọi người nhé. Vàng cánh viền 150. Cái ra hoa trắng ạ, những cái cây lá xếp rất là đẹp. Cây đều tăm tắp, rất là nhiều cặp lá luôn. Và một chậu mocara hoa trắng đốm này em bán là 140.000 một chậu nhé. Hàng xếp đẹp. Châu như lưỡi bẹt ạ, hôm nay thì em về những cái bảng bẹt rất là nhiều thân này mọi người. Đẹp mê ly luôn nhé mọi người nhé. Hàng này hàng bảng này. Cuối năm ngoái vẫn bán 250 một bảng đây. Hôm nay em bán cho mọi người giá rất là rẻ thôi. Chỉ có bao nhiêu ạ? 130.000 một bảng châu như bẹt, rất là nhiều thân. Đây, một bảng châu như bẹt như vậy chỉ có 130.000 thôi nhá. Giá rẻ bất ngờ. 5 cái trắng HO. 5 cái trắng HO là cái dòng hàng 5 cái trắng Huyền Oanh nhá mọi người nhá. Đây là những cái ki HO này thì em bán là 70.000 một ki. Đấy ạ. 70.000 một ki 5 cái trắng HO. Một chậu 2 kg này là 140. 5 cánh trắng Phú Thọ, một trong top những dòng 5 cánh trắng quốc dân mà. Những cái năm đầu tiên khi dòng hàng va đột biến nó hot lên thì dòng Phú Thọ là tiêu chuẩn để mọi người sưu tầm các bác nhé. Hôm nay thì em chia sẻ các bác những cái giống hàng mà cây chuẩn hoa. Và chậu này là những chậu ki nhỏ, còn có em có cả những chậu ki lớn. Đây hàng ki nhỏ này thì em bán theo ki. Thời điểm đắt nhất nó rơi tầm 1,8 triệu một sen các bác nhé. Bây giờ thì giá thành nó cũng đã bão hòa hơn và cũng đã giá hợp lý hơn so với mọi người rồi. Và em bán một chậu Phú Thọ này. Đấy, chậu nó trung bình nó sẽ 2 ki và 3 ki. 2 ki cứ nhân lên nhé, 50.000 một ki thì 2 ki là 100, 3 ki là 150.000. Đó, rẻ hơn rất là nhiều lần rồi đấy ạ. Còn sang bên đây đó chính là những cái chậu 5 cánh trắng Phú Thọ nhưng mà già hàng size lớn ạ. Size lớn thì cây của nó to hơn. Những cái ki 52 này, thân dài, đẹp. Hàng này thì em phải lấy nguồn chuẩn và nhà em sẽ bảo hành các bác mặt hoa cho đến khi nở hoa. Cửa hàng em thì bán cũng khá là lâu rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Có vấn đề gì các bác cứ liên hệ trực tiếp cho bên em ạ. Và một chậu ki lớn này thì em xin phép bán với giá là 180.000 một ki nhé. 180.000 một ki Phú Thọ, hàng lớn.
Còn loại nhỏ này là 50.000 một ki. Các bác đến cái lô hoàng thảo vạch đỏ. Sở dĩ em giới thiệu đầu tiên bởi vì cái lô hàng nó về nó rất là mướt và cũng rất là lâu rồi hoàng thảo vạch đỏ mới về hàng nhé mọi người nhé. Những cái năm trước dòng này cực kỳ là khan hiếm luôn. Mỗi lần về nó rất là ít và tranh nhau mua ấy các bác. Hoa của nó màu trắng tinh, cánh xoắn và đây cái lưỡi của nó màu đậm, đỏ đậm này. Đó. Bây giờ thì cái qua mùa hoa rồi, lác đác chỉ còn một số những cây còn hoa thôi. Vạch đỏ ngày hôm nay thì em sẽ bán cho mọi người giá gần như là giá em nhập luôn, bởi vì cái vạch đỏ thông thường ấy, cái giá thời điểm đầu nó rơi tầm 300, rồi cũng có thời điểm nó 280 một kg, đúng không ạ? Hôm nay thì em bán để cho nó nhanh hết hàng các bác nhá, bởi vì lan rừng mùa này em cũng không muốn để lâu. Thì em sẽ bán với giá chỉ có 170.000 một cân thôi. Đấy, các bác có thể lấy lửa cân để làm giống. Đó. Và em ship từ đơn từ 100.000 nhá, 170.000 một cân hoàng thảo vạch đỏ hàng mới về. Hàng rất là tươi đẹp luôn. Còn bên đây là hoàng thảo thập hoa, có một cái rễ thập hoa thôi. Một rễ thập hoa nguyên vẹn như thế này. Đó, rất là nhiều thân tơ này. Rễ này em bán 60.000 nhá, 60.000 cái rễ hoàng thảo thập hoa này. Mầm gốc lên rất là nhiều. Hôm nay thì em có chương trình đó chính là tri ân xả hàng cái lô hàng giả hạt Hawaii màu tím các bác nhé. Giả hạt Hawaii màu tím đây là hàng ghép bảng rất là nhiều thân. Những cái giò này là trước đây là bán 240 một giò đấy ạ. Hôm nay thì em sẽ xả cho mọi người những cái giò này, em sẽ lựa các bác những cái giò đẹp nhất, bởi vì những cái giò này rất là nhiều thân. Và ngày hôm nay chỉ có 150.000 một giò thôi. Là các bác sở hữu một giò kiều rất là giò giả hạt Hawaii rất là nhiều thân tơ và đẹp màu tím. Ghép giò này, nào mầm gốc nó cũng sẽ bật lên này. Cạnh đen rô vàng mắt đen thì hôm nay em có về cái lô hoàng phi hạc nhé mọi người. Đây, cái chậu đen rô vàng 3 chậu thân thủ để khách chốt ngày mai này. Ngày mai gửi cho khách này, đẹp chưa? To đùng luôn. Đây ạ, hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc em ký hiệu theo từng mã. Mã này mã P nhá. P là hoàng phi hạc này, P1 này. Chậu này gồm 5 thân tơ. Hàng thuần rồi, về các bác chỉ việc treo lên thôi. Chậu này em bán với giá là 160.000 P1. Hoàng phi hạc P1 nhé, rẻ hơn là hàng các bác về thuần. Đấy, thân tơ hoàn toàn luôn. Mã P2, đây mã P2 là chậu này đi. Chậu P2 này cũng 160k, bán rẻ luôn, 160.000 nhá, cũng nhiều thân tơ. Đây những thân tơ nó lên cả ki trên thân. 160.000 nhá P2. Mã P3, úi dồi, giò này thân to chưa? Các bác ơi, những cái hàng mà nó bị vàng lá như thế này, các bác biết lý do tại sao ạ? Cây nó thắt ngọn rồi, đến thời điểm này là cây thắt ngọn này. Nó vàng lá, về các bác ngắt đi nhá. Đây một số những cây ngọn thắt ngọn rồi nó vàng lá. Giò này thân rất là cao chưa? Hoàng phi hạc là thân cao với gần mét như thế này. Giò này nhá, giò thân to cao như thế này em bán là 240.000. Thân thủ tiêu to đùng luôn. Chậu này là 240 nhá, P3, 240. Mã P4 này mướt mượt mượt luôn, đẹp chưa? Mã P4 em bán là 170.000. 175 mầm gốc đang đi ngọn đẹp, 4 thân tơ dài, 170.000 mã P4. Mã P5. Mã P5. Đây mã này. Thân cao dài này, khỏe chưa? Trời ơi, thân to đùng luôn, 1 này, 2 3 cũng phải 5 thân tơ, 6 thân tơ ấy. Giò này 220.000. Mã P5. Em cứ ghi giá đi, còn đâu dính sau, mai cô ấy dính. Mai cô ấy có trách nhiệm dính. Mã P5 này là 220.000, mai cô ấy dính. Tiếp theo mã P6 này. Có một thân dài vượt móc này. Thân này phải dài hàng mét này. Ủa nó bị gãy mất cái này phải. Chắc thắt gọn nó gãy mất một tí. Giò này hôm trước bán 240 nhá. Giò này em sale cho mọi người 220.000 thôi. Một bụi lùm luôn, 220.000 mã P6, 220. Mã P7 này. Mã P7 em bán 200.000. Một bụi to, nhiều thân. Đấy, to đùng luôn, 200.000. Mã P8. Đây mã P8 này. Chỗ này bán 190.000. Mã P9 này. Đây mã P9, hai thân siêu dài và một lùm ở dưới này, 200.000. Mã P mấy nhỉ? P9 à? 200.000. Mã P10 cũng nhiều thân tơ. Chỗ này 190.000 thôi. Mã P10 190.000. Nhiều thân tơ đó, thân siêu to mập. 190. Mã P11 này. Chỗ này thân rất là dài.
cao dài. Thôi chỗ này em cũng tính 190 nha bác, tại vì nó hơi mỏng ngành một tí. Đây toàn thân tơ thôi đấy, thân tơ nó dài. Và đây là mã P11 đen hoàng phi hạt. Toàn này 200. À to bao nhiêu? 10, 11. À đây là giò P12 nhá. P12. Giò này 200k. Cao dài hàng móc rồi. Đây là những giò hoàng phi hạt. Đai châu khủng ạ. À. Đai châu khủng hôm nay thì em có về một cái lô hàng này thì nó chỉ rơi tầm khoảng hơn chục cây hàng chọn thôi. Và cây của nó thì nó nhiều màu sắc khác nhau nha các bác nhá. Nhiều màu sắc khác nhau. Và đây ạ, à, một chậu của nó đây, nhiều cặp lá như thế này. Bên em bán 390.000 một giò. Đồng giá hết. Những chậu to này lên chậu gỗ phải tiền triệu mọi người nhé, không có giá 390.000 đâu. Bản lá mít to đẹp có 390.000 thôi ạ. Phụ nữ củ tỏi ạ, hôm nay có về có 6 chậu này. Hàng đẹp sưu tầm. Đấy, 6 chậu phụ nữ củ tỏi hoa thơm. Vừa rồi cái vòi hoa của nó phải bền đến hơn tháng, tháng rưỡi rồi nhá, mà không có dấu hiệu tàn. Hôm nay một chậu củ tỏi này em xin phép bán là 140.000 đồng một giò nhá. Lan phụ nữ củ tỏi. Hoa thơm đẹp lắm. Nhiều thân như thế này và loại này thì dễ chăm dễ trồng thôi nhá, 140.000. Lại về bổ sung thêm một lô bờ rát hoa tím này. Phải nói cái dòng bờ rát hoa tím hay người ta gọi là nữ hoàng của dòng hoa lan. Bột bụi của nó thì nói chung là siêu to khổng lồ luôn mọi người ạ. Bụi này phải nói là quá là mê ly và mỹ mãn luôn. Ai nhận hàng này thì các bác về đều khen. Bởi vì sao, bụi đợt này nó rất là to, phải gấp đôi cái bụi hôm trước. Mà các bác biết không, cái bụi hôm trước là cái loại em nhập đó đã sơ tầm 130 rồi. Nhưng bụi hôm nay to gấp đôi, chỉ có hơn 20.000 thôi. Hơn 20.000 thôi là 150.000. Là các bác sở hữu được một chậu, đó chính là bờ rát hoa tím. Dòng này thì hoa xiêng và rất là thơm. Riêng bờ rát tím này hoa xiêng lắm. Em đính kèm cho mọi người mặt hoa nhé. Các bác có thể lấy một bụi cũng được, em ship cho các bác một bụi. Thực ra là một bụi là các bác trồng thoải mái rồi. Bởi vì dòng này nó đẻ nhánh rất là nhanh. Để nhánh nhanh nên là các bác trồng một bụi là được một giò siêu to rồi. Nếu các bác thấy là bụi đợt này nó to đẹp thì các bác có thể lấy thêm ạ.